Vâng, và vừa mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà một em về được một số cây cái giống như là cúc hai tầng, rồi cúc lai đậu xanh ha, rồi cúc sáu hương, rồi lại cây dảo phú quý. Thì em được một số cây ha. Thì cúc hai tầng đây, cúc hai tầng của em á thì là dạng cúc hai tầng là bông đội bông nha cả nhà. Thì cái bông của nó là một cái lớp ở trên và nó đội thêm một cái bông ở dưới và đội thêm một cái bông ở trên nữa. Thì hoa của nó rất là đẹp luôn ha. Và đặc biệt là ghép trong một cái số cây như thế này thì em được có mấy cây thôi à. Đều được ghép ở trong cái gốc là nó uốn rễ xử lý đế hết nha. Có một số cây cũng có lò xo nha. Thì cái loại cúc hai tầng này, bông đời bông này thì em bán với giá là 300.000 một cặp. Em bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Và bên đây là cúc lai nha. Giống này là giống cúc lai ha. Thì rễ thì cũng được xử lý rễ hết. Em thấy như có lò xo ha. Đây, chúng ta moi cái rễ lên thì chúng ta sẽ thấy nha. Rồi đây. Cái này là cúc lai nha. Cây nó cao tầm khoảng một gang tay của em thôi nha cả nhà. Thì cái bông cúc lai này bông rất là to, bông rất là bự luôn. Và cái tốc độ sinh trưởng của cây này cũng rất là khỏe. Nó rất là mau lớn ha. Này loại cúc lai thì chúng ta lấy cái hạt của từ cái cây dảo lá gai thì chúng ta ươm ra nó sẽ đột biến ra cái là cúc lai ha. Đây, thì cái loại cúc lai này em bán với giá là 250.000 một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Và tiếp tục bên đây là cúc sáu hương nha cả nhà. Thì cúc sáu hương như cả nhà đã biết thì cái hoa của nó rất là to và cánh của nó cũng rất là nhiều. Thì ghép trong cái một số cây thì nó có xử lý đế. Cái này cái tốc độ phát triển của cúc sáu hương thì nó cũng giống như hàng cúc thọ hương, nó phát triển rất là mạnh. Cây nuôi thì rất là mau lớn ha. Cái này là chúng ta khỏi phải sợ gì hết. Rồi đây, tất cả các cây thì đều được xử lý trong uốn rễ hết. Cây cao tầm khoảng một gang tay của em nha cả nhà, thì khoảng 2 tấc đổ lại nha. Em cũng bán với giá là 250.000 một cặp, em bao phí vận chuyển luôn. Rồi bên đây là phú quý nha. Cây phú quý ha, hoa mai phú quý. Rồi thì cũng tầm một gang tay của em thôi. Thì cái loại này em bán với giá là 220.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Cái này là cúc phú quý nha cả nhà. Thì đây em sẽ quay lại cho cả nhà xem ha. Em có cúc hai tầng, cúc lai, cúc sáu hương và cây mai phú quý ha. Ai thích thì cứ liên hệ bên vườn mai chích chè bông nha.